Lâm Khánh Chi uất nghẹn vì bị một thế lực ra tay đàn áp, đăng đàn tố thẳng quyết bảo vệ bản thân. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa có bài viết gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ cho biết bản thân đang bị xúc phạm nặng nề, đàn áp bắt nạt, dòng tâm sự buồn rầu khiến dân tình không khỏi lo lắng. Lâm Khánh Chi là nữ ca sĩ được biết đến với danh xưng công chúa trong showbiz Việt. Cô cũng là cái tên luôn tạo được sức hút trước công chúng. Mỗi lần xuất hiện hay có những động thái mới trên mạng xã hội là giọng ca hiếm hoi quyết định chuyển giới sống thật với bản thân dù đã nổi tiếng từ trước. Nhưng có thể thấy, nhờ những sự lựa chọn táo bạo này mà Lâm Khánh Chi đến nay đã có cuộc sống khá hạnh phúc, được sống và thực hiện những điều mà bản thân mong muốn. Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước sang độ tuổi 45, nhưng công chúa Lâm Khánh Chi vẫn đang giữ cho bản thân một nhan sắc trẻ trung, vẻ đẹp mặn mà, khó cưỡng và đặc biệt là vô cùng nữ tính. Để có được hình hài hoàn thiện như giờ, giọng ca sinh năm 1977 trước đó cũng đã phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu, thay đổi nhiều chi tiết, đặc biệt là khuôn mặt. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn mạnh dạn phẫu thuật cả thanh quản, thay đổi giọng nói cho nữ tính hơn, mặc dù nguy cơ mất giọng hát là vô cùng cao. Hiện tại, Lâm Khánh Chi sau khi phẫu thuật thanh quản cũng đã không còn xuất hiện nhiều trong các show âm nhạc. Người đẹp chỉ tập trung vào công việc kinh doanh online, đồng thời là xuất hiện tại một vài sự kiện của đồng nghiệp thân thiết. Tuy không còn hoạt động sôi nổi như trước, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn rất được công chúng quan tâm, mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen săm soi bàn tán. Bên cạnh đó, mọi nhất cử nhất động của Lâm Khánh Chi trên trang cá nhân cũng là chủ đề làm dân mạng chú ý. Mới đây nhất, người hâm mộ của công chúa đã không khỏi bất ngờ khi cô có bài viết thể hiện sự buồn bã, tâm sự bản thân đang bị một thế lực giở trò hãm hại, xúc phạm và đàn áp. Dù không nói rõ câu chuyện là gì, nhưng bài viết cũng đã khiến các fan của Lâm Khánh Chi đã đứng ngồi không yên, lo lắng cho nữ ca sĩ. Theo đó, công chúa chuyển giới đã có bài viết trên trang cá nhân, kèm theo đó là hình ảnh thể hiện sự buồn rầu. Cụ thể, cô viết, đâu phải thấy người ta có một mình rồi ăn hiếp, muốn nói gì thì nói, ghét nhất những ai nói nặng nhẹ, xúc phạm mình, cha mẹ mình đẻ mình ra, đâu phải để mấy người đối xử như vậy, vừa phải thôi, thấy quá đáng lắm rồi nhé, đừng có thua me, gỡ bài cào. Bài đăng nhanh chóng sau đó đã nhận về lượng tương tác khủng. Bên cạnh những lời tò mò thì các fan của cô cũng cùng nhau động viên, mong mỹ nhân chuyển giới cố gắng vượt qua những thị phi không đáng có, bởi cuộc sống của mỗi người không ai đều trải toàn màu hồng. Hiện tại Lâm Khánh Chi sau khi chia tay chồng cũ Phi Hùng thì cô đang sống độc thân và một mình nuôi con, cũng từng chia sẻ trước truyền thông muốn tái hợp với tình cũ, nhưng đáp trả lại điều này thì Phi Hùng lại phũ phàng ra dấu hiệu từ chối. Theo đó, Phi Hùng từng chia sẻ, anh với Khánh Chi bây giờ chỉ là tri kỷ thôi, cùng nhau kiếm tiền và nuôi nấng Bi, hỗ trợ nhau được gì thì hỗ trợ, bây giờ mãi mãi chỉ là tri kỷ thôi, anh xin đính chính lại một lần nữa, anh với Chi chỉ là tri kỷ nhé, giúp đỡ nhau trong công việc là chính, giúp hết mức có thể trong khả năng của mình để nuôi nấng bé Bi và cho con cuộc sống không thiếu cha, thiếu mẹ, cùng giúp đỡ nhau trên mọi mặt, chẳng qua là hai người không hợp nhau và không thể quay lại với nhau nữa. Về bài viết mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi cũng đang nhận về nhiều sự an ủi từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên công chúa nên đứng lên đấu tranh, không phải luồn cúi và sợ sệt, bởi bản thân ai cũng phải có giá trị cho riêng mình, không ai có thể xúc phạm và dễ dàng bắt nạt.